Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhà đất Lâm Đồng. Em đang đứng trên một con đường xung quanh chợ Cado thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay mời mọi người tham quan một căn nhà cách chợ Cado khoảng 80m. Nhà tọa lạc trên một con đường bê tông rộng 8m, đường thông, hai đầu là đường nhựa, hướng Tây Nam. Từ nhà đi thẳng một chút quẹo trái là ra tới chợ thôi. Nhà ở khu này thì có thể kinh doanh buôn bán được. Đây, căn nhà em giới thiệu mọi người. Có bề ngang mặt tiền là 6m8, từ bên cái tường nhà qua tiệm sửa xe. Về tình trạng ngôi nhà này thì xây được tầm khoảng 10 năm rồi. Nhà có diện tích là 158m2, hoàn toàn là đất ở. Ngang 6m8, sâu vào trong khoảng 23m. Căn nhà này rất là bình thường, giống như mọi ngôi nhà khoảng 10 năm trước được xây. Thì gồm có 3 gian, phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Phòng khách rộng khoảng 30m2, có 2 phòng ngủ. Bên tay trái em nè, cái lối đi này rộng khoảng chừng 1m. Phía sau là nhà bếp, rộng khoảng 40m2. Nhà bếp này cũng cũ rồi ha. Bên hông là một con đường luồn rộng khoảng 0,8m. Ở sau thì có một gian để mình phơi đồ, để nồi niêu xong chảo. Nhà vệ sinh ở phía sau luôn. Tình trạng ngôi nhà này thì cũng cũ rồi. Cái được nhất của căn nhà này đó là vị trí. Ở đây thì tiện đi lại, mở cửa hàng kinh doanh nhỏ cũng được. Trường hợp nếu mà anh chị thích thì có thể sửa lại, còn không thì đập luôn xây mới. Khí hậu ở đây thì mát mẻ cả ngày, dân cư rất là hiền hòa. Đi ra chợ anh chị có thể thấy là xe máy người ta cắm chì, người ta để đó, người ta đi mua đồ, không có sợ gì hết á. Cẩn thận thì mình khóa cổ lại thôi, mà ở đây em không thấy ai khóa cổ hết á. Em đi qua cái lối vào chợ anh chị xem nhé. Bên tay trái có một quán cà phê nè. Đây, từ chỗ này đi vào chợ khoảng 40m. Em thông tin lại, căn này có diện tích là 6,8m nhưng cho 23, tổng diện tích 153m2 đất ở. Giá là 2 tỷ rưỡi nha mọi người. Anh chị có thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà ở đây luôn. Anh chị quan tâm có thể liên lạc em theo số điện thoại bên dưới. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.